12 loại cây có dáng kỳ lạ dễ trồng trong nhà được nhiều người săn tìm. Những loại cây này có hình dáng kỳ lạ, một số còn không cần đất, vẫn sống tốt nên được nhiều chủ nhà săn tìm những năm gần đây. Sen móng rồng thuộc loại cây mọng nước to màu xanh hoặc vàng nhạt, có vân và thích hợp trồng trong nhà. Một chậu sen móng rồng mới lạ sẽ giúp không gian của bạn trở nên thú vị hơn. Cây có ngồng và hoa màu trắng nhạt, nhưng điểm nổi bật của cây vẫn là tán lá mọng nước giống như những cánh hoa sen dày nếu không được giới thiệu bạn hẳn sẽ nghĩ đây là những cây nhang màu xanh được cắm trong bình sỏi nhưng đây là cây Trachyandra có nguồn gốc châu phi đã được các nhà làm vườn đưa vào trồng trong nhà cây ổ rồng treo được nhiều gia đình ở Việt Nam mua để trang trí cho các mảng tường trong nhà đây là loại cây thuộc họ dương sỉ với hình dáng giống bộ sừng hiêu. Zingmotrop Z-Lit là một trong những loại cây thuộc nhóm cây không khí dùng để trang trí trong phòng. Cây có thể sống trôi nổi trong không khí mà không cần đất hoặc nước. Tương tự như cây Zingmotrop Z-Lit, cây không khí Silencia cũng là lựa chọn mới lạ để trang trí phòng thay cho các loại cây cảnh nhỏ phổ biến cây Tillensia lấy nước và dinh dưỡng trong không khí để sống, đặt những cây Tillensia vào những chiếc vỏ ốc biển hoặc treo chúng lên cao, được coi là kiểu trang trí đặc trưng cho loại cây cảnh này. Đây là một giống cây có họ xương rồng, với cách thức chăm sóc, giống như cây hòa bỏng. Cây có tên tiếng Anh là Crassula umbella, hay còn được gọi là cốc rượu hoặc cây ô bắt nguồn từ vẻ ngoài khác lạ của chúng. Cùng thuộc họ xương rồng như loại cây có tên Paspro Euphorbia, hoàn toàn không có gai, cây có đường kính 6 đến 15 cm, người làm vườn thường gọi đây là cây quả bóng. Succulent Plant hay cây xương rồng mini mọng nước thu hút với những búp nhỏ trong suốt, với các loại cây này, chủ nhà không phun nước vào cây mà tưới quanh gốc cây starfish cactus hay xương rồng sao biển có hình dáng như một bông hoa năm cánh với ở giữa là hạt nút to cây không phải chăm sóc nhiều thích hợp trồng trong các khu vườn sỏi đá Euphorbia tirucalli hay cây bút chì có hình dạng rất kỳ lạ, cây không có lá và thân cây quang hợp có chức năng giống như lá cây. Ngọn cây thường có màu đỏ pha vàng nhẹ giống như hoa của cây. Cây bút chì có thể cao tới 7,6 mét nhưng chiều cao trung bình của chúng dùng để làm cảnh vào khoảng 1,2 mét. Burotel với thân cây là những dây dài và lá cây là những hạt nhỏ màu xanh nhìn như một chuỗi ngọc bích của núi rừng. Cây chuỗi hạt ngọc ưa sống trong điều kiện thời tiết mát mẻ, nhiều độ ẩm và có thể trồng ở trong nhà giống như cây cảnh. Cây chuỗi ngọc rất dễ chăm sóc ngay cả khi chủ nhà là người hay quên tưới cây. Cây buca namaquensis hay cỏ xoắn giống như một mái tóc xoăn nhuộm xanh cầu kỳ cây phát triển rất nhanh nếu được trồng trong vườn